kết đầu tiên của Nghệ An và Hà Đông Nguyễn Hòa. Vâng, chung kết đầu tiên của Nghệ An ở trong vòng đấu 1/16 cuối hậu của Nghệ An và Hà Nội, Hà Đông Ứng Hòa. Tỷ số hiện tại đang là 2-1 dành cho đội bạn. Đây là trận thứ tư. Màn đánh máy Minoan của game thủ đội 1 trong cánh, tươi rồi. Màn đánh máy Romanian của game thủ Black trong cánh, sẽ một vài đi sừng lờ. Đây là Egypt của game thủ Trang Sinh. Và cuối cùng, à nhỉ, như vậy là Hitty. Ồ, quân tương đối đẹp. Có hai cung tuyển Hitty và Egypt, không có chém tuyển, có chém tuyển của Roman. Hơi đen một chút, hai cung ngoài cánh và hai chém trong cánh, nhưng đây là bãi quả đôi dành cho game thủ Trang Sinh. Bãi quả gần như là mắc bình 2-4-5 này, 6-7-8-9. 2-4-6-7-7-6-5-11 cây. Bãi quả đôi 11 cây dành cho game thủ Trang Sinh, cực kỳ tươi. Và bên bạn sẽ là quần gì, chúng ta cùng chờ đợi xem. Như vậy bên bạn có một Mark Zeronia đến từ game thủ màu 5, một Cho Son đến từ màu 6, Persian của màu 7 và cùng là Samurian của màu 8. Như vậy đánh giá quân có lẽ là cần. Có rất nhiều cung tuyển dành cho Nghệ An, nhưng hãy nhớ rằng bên bạn lại có chém tuyển của Persian và chém tuyển của Mark Seronia, một cung summer thôi. Bên bạn sẽ đánh 3 chém 1 cung trận đấu này. Vãi cả thua tất cả tại vợ. Chuyện đó là chiến thuật sẽ là như thế nào đây? Tôi đang nghĩ rằng nó một đang rất muốn đánh cung. Anh rằng rất muốn đánh cung. Bởi vì nó thật sự thì nó một là người cầm cung có thể gọi là chắc nhất của team Nghệ An ở trong thời điểm hiện tại. Egypt này sẽ đánh cung rồi. Egypt của game thủ Trang Sinh sẽ đánh cung khi được game thủ Black ở trong cánh dâng lờ ra. Còn cánh bên kia thì chả lẽ hit lại đánh chém à? Minoan trong cánh đánh cung. Hit đầu cánh đánh chém hay chăng? Một bài mắc binh của thế giới dành cho game thủ. Vâng, NA hai vâng cái mặt cười. Vâng, đây là mặt cười, anh lại Trang Sinh. Bài cả về thế lẫn đồ ăn, quả đôi cộng với ba vòi, cộng với một đàn hiệu nữa. Rừng cũng là rất nhiều, hai cái rừng ốp ở hai bên. Một bài đẹp không thể đẹp hơn dành cho game thủ cầm Egypt. Chỗ này do anh có thể cân được bản đồ không? Chúng ta đến với màn hình máy của game thủ cầm Roman. Đây là Black, cũng có hai vòi về. Đàn hiệu đầu là 4 con, 3 vòi dành cho Black. Phạt câu 3 vòi không? Không, như vậy là anh không phải là tôi. Nếu như là tôi tuần này thì có tình huống câu 3 vòi. Rất năn nót. Và lùi hiệu dưới dốc, 2 hit. Thôi, tất cả còn quay trở lại. Vâng, rất đau tim dành cho Black. Rất may mắn là vòi, con vòi tương đối ngắn. Giống như kiểu là... Vâng, vòi nó tương đối ngắn ở trong tình huống này. Không thì con ông dân đã phải nằm xuống rồi. Đây là một bài đẹp dành cho Roman. Vâng, các bạn cần để ý những tình huống đi cầu vòi của game thủ Black. Rất nguy hiểm, con vòi xuống dốc. Tiếp tục là hit. Nhưng vẫn về thôi. Cầu vòi thực sự là đau tim. Một bài sẽ là 25 dân đi sừng lờ. Ba nông dân chặt gỗ sẽ giúp cho game thủ Black có thể... Vâng, game thủ Black có thể ép đời, vâng, ép đời 2 sớm hơn. Đặt thẳng một chiếc ABS để có thể ăn đá đàn hiệu này. Một bài nếu như anh ép chuẩn, anh sẽ kích ở khoảng tầm 10 sớm hoặc là cuối 9 với 25 nông dân của Max C. Đàn hiệu 7 con, rất mắc bình. Anh đang có một dân đi câu vòi thì phải không? Vâng, như vậy là anh quên dân đi câu vòi thì phải. Vâng, tham lai. Vâng, tham lai bị vâng tụt mất một tham, như vậy là chết mất một dân. Không sao, vẫn là bài khỏe của game thủ cầm Roman. Pha cầu hai vòi của Black và bắt đầu cắt dân đi sừng lờ. Như vậy là dừng lờ chéo cánh. Cánh bên này sẽ có hai người đánh cùng, đó là game thủ cầm Hitty Ryan và game thủ cầm Minoan Nian sẽ đánh cùng. Cánh bên kia thì một mình Trang Sinh sẽ một cánh và khả năng Trang Sinh sẽ người đánh chém. Đó là chiến thuật của game thủ Ngan ở trong trận đấu này. N1 sẽ đánh cùng với một thế bài là như thế nào đây, để tôi xem nào. N1 đâu? N1 cũng rất nhiều vòi và có hốc. Không, đây là anh và anh đánh tại nhà. Khả năng cao đánh tại nhà trận đấu này. Dựa theo phong cách của anh thì có lẽ sẽ đánh tại nhà thôi. Một bài khỏe của N1. Nhưng game thủ 7 đã lên đời xong. Một bài Persian dường như là đột biến. Hai trận cầm Persian liên tục đến từ game thủ M7 HD Tiên Công Tử.
quay trở lại với bài Egypt này, 23 dân và 9:45. Một bài Egypt cực kỳ bất bình. Nếu như một fan, nếu như anh là một tay cùng thì có lẽ rằng anh sẽ không mở đánh chén bài đấu này. Đây là bài đấu mà có lẽ rằng sẽ không sợ pơ. Gặp pơ thì cũng chơi luôn. Egypt một đội quần có lợi thế về đào vàng. Gặp Persian thì có thể thủ phủ. Sau đó chuyển sang những đơn vị quần có thể khắc chế Persian như kiểu là hỗn mã. Đây rồi, đây là Persian bắt đầu có con giò, nhưng Trang Sinh cũng đã có giò. Con giò pơ là con giò có giáp. Còn Trang Sinh thì sao, lực là rất khỏe dành cho anh. Có công nghệ gì chưa? Con giò của Persian đang có lẽ đang chờ lên công nghệ. Pha vé có được không? Không, như vậy là giò không chọc. Vâng, pha vé của thủ 7 để ăn những con nông dân của game thủ Trang Sinh. Ngựa giò đã lạc. Không, như vậy vẫn chỉ có giáp thôi. Sự lực của pơ không quá khỏe. Không, như bây giờ thì là công giáp đầy đủ rồi. Ít nhất sẽ chết mất một dân. Vâng, bắt đầu ok, chơi đi chơi thôi. Mình có thêm 3 dân giúp sức. Trang Sinh đang cầm chân cực kỳ tốt, game thủ cầm Persian này. Lực là tươi ổn, bài đấu sẽ là 1BL. 1BL nơ gấp bánh xe và thủ phủ. Pha vẩy của Trang Sinh ăn được con giò đối phương. Tươi rồi. 1BP thì ghế cực kỳ xa. Nơ gấp bánh xe. Và tiếp tục là Điện Hoàng. Một đàn hiệu. Đến với mảnh máy của game thủ đi sừng lờ đi game thủ. Vâng, đây là game thủ Black. Đầu cánh của game thủ vô thường đó, game thủ đánh cùng duy nhất của đội bạn, vâng, anh X-Man. Trận đấu anh X-Man là người cầm Samurian. Vã được nhà Samurian này là tươi luôn. Khi bạn chỉ có một cùng mà thôi. Black đang đi dò sang cánh bên kia. Sẽ là gặp ai? Vâng, chưa thấy ai. Đây rồi, thấy game thủ mùa năm. Mùa năm người cầm Maxonia. Vâng, Persian bắt đầu vào trong cánh. Có chơi được nhà mùa năm không? Mùa năm đã bò kín bãi vàng của mình. Mùa năm đã bò kín bãi gỗ. Ăn được hai dân. Vâng, hai giò đến từ Long Phiên bại. Cái gì thế này? Vâng, đánh hai giò. Hình như là bài đấu mà Long Phiên bại không có vàng. Anh đang đánh hai giò. Vâng, khi lên đời ba xong thì muốn đánh cái gì đánh. Vâng, đúng là chim đẹp dài. Nhưng mà đánh rất dị của chim đẹp dài. Giò chọc cũng khá là đau. Đấy rồi, những con nông dân Điên Hoàng của game thủ cầm Maxe. Và khả năng cao sẽ có trận chung kết khi bài Maxe đã yếu. Và đây là turn đi của Black. Có va được không? Black phải chú ý. Tình huống đi công nhà game thủ 18. Hai con chém lọt vào nhà game thủ cầm Samurian ở trên góc 12 giờ thì sẽ không, tôi nghĩ là không giết được, nhưng sẽ làm cho game thủ cầm Samurian này rất yếu. Nhưng Black đang bỏ qua hai turn chém ở trên góc 12 giờ, anh bỏ qua luôn. Có lẽ là mất khá nhiều tay để có thể Điên Hoàng. Màn hình máy của game thủ cầm Hitty vẫn đang khỏe. Tham hai 30 dành cho vô thường. Một bài chỉ đánh được 3 thôi. Sang cứu N1 dường như N1 đang có biến. N1 đang có biến. Lạc đà của Persian đang lao vào. Vâng, xin các bạn, đây là vô thường. Anh chưa có bánh xe. Trời ơi. Cùng chủ lực. Vâng, bánh xe chưa có. Mặc dù cung A đã lên hai váy thành công, nhưng số lượng không phải là quá nhiều. Đối phương đang muốn ốp nhà game thủ vô thường. Rất nhiều lạc đà của game thủ cầm Per. Rất nhiều chém của game thủ cầm Maxe. Một bài Maxe không đi dummy và đánh chay chém. Vô thường vẫn đang chưa có bánh xe. N1 bắt buộc phải kéo con QR của mình về cứu. Đang khoai. Đang rất khoai. Anh em phải bò nhỏ. Một bài vô thường phạm phải một cái sai lầm chết người. Đó là không nâng cấp bánh xe. Vâng, bây giờ bánh xe mới lên xong. Nhưng chém Maxe nó đuổi thì có chạy bằng rời. 18/84. Anh được nhận rất nhiều đồ đến từ đồng đội đến để hồi. Nhưng đối phương vẫn đang quản anh là cực kỳ gắt. Maxe một bài đi ôm bòn Minoan. Thế trận đột nhiên trở thành cân. Đây là game thủ cầm Egypt. Persian đã tạt sang tít cánh bên kia. Và đó là điều kiện để cho game thủ cầm Egypt này có thể khỏe. Bây giờ anh cần phải ra ruộng nâng cấp chặt gỗ. Sau thì vâng, lấy tham của game thủ cầm Persian. Sau đó anh cũng sẽ chuyển sang một nhà chủ lực. Một bài là tiếp tục điện thoại. Anh cần phải vẽ ruộng và nâng cấp chặt gỗ. Anh cần phải khỏe ra. Anh cần phải khỏe ra. Màn hình máy của game thủ cầm Minoan yếu lắm rồi. Egypt vẫn đang khỏe, đập dân luôn. Đây là rất nhiều các ông dân của game thủ cầm Pơ. Nhưng dân Pơ rồi, ông dân không có ánh xe. Tờ này đội 7 sẽ mất tham cực kỳ sâu. Nhưng mà cái những cái điều mà 7 làm cho đấu này cũng đang là rất tốt rồi. Màn hình máy của game thủ cầm Hit vẫn đang khỏe. Và quay trại với Black.
Black Tham Lai cũng chỉ còn có 20 thôi. Tham Lai tương đối để dành cho kem thủ bên phía team Hà Đông Ứng Hòa. Rất bất ngờ. Nếu như trận đấu này thua thì tội đồ. Vâng, có lẽ sẽ là game thủ vô thường. Tham Lai rất đè nhưng Nghệ An đang có xu hướng đè xuống. Khiêu 4 đang nở ra, màu hoa đang nở ra. Liệu rằng Nghệ An và Trang Sinh, xin lỗi bạn, vâng, No 1 và Trang Sinh có thể giúp cho team Nghệ An có một chiến thắng ở trong trận đấu này không? Chúng ta đến với người cầm chủ lực. No 1 đang ở đâu rồi? Đây rồi. No 1, vâng, anh cũng không, như vậy là chỉ chạy quanh ruộng chính thôi. Bài rất xấu dành cho No 1. Anh đang có khá nhiều cung, cung R đã có chặt có 1 và đã có giáp 4. Rất nhiều chém của đội bạn. Chém của mùa 6, chém của mùa 5 và cả chém và cả những con lạc đà của thủ mùa 7 nữa. Bày chỉ đánh được 3 mà thôi. Bắt lạc đà trước, đúng rồi. Cởi bắt lạc đà trước đừng để đối phương. Và nếu như không bắt lạc đà thì tí nữa đối phương sẽ có như một kết hợp quần với nhau. Đây rồi, tơn bắt lạc đà đến và bắt ngựa chém đến từ game thủ No 1. Nhưng bây giờ bắt đầu bị game thủ mùa 8 công vào. Dừng nhà No 1 là quá xấu. Rất khó khăn dành cho anh đang được nhận đồ đến từ đồng đội. Anh cần phải tăng chiếc nhà bé thứ tư. Cánh bên kia cũng đang bị bắn. Một bài đánh hai rừng dừa. Cố lên nào người đội trưởng của team Nghệ An và đội trưởng của Game TV. Liệu rằng anh có thể bật được trong trận đấu này hay không? Đây là cung đỏ tuyển. Cung đỏ của Hitty. Anh X-Man đang cung là quá khó chịu. Liên tục có những tơn dương đông và kích tây. Và bây giờ là tơn ốp của team Hà Nội Hà Đông Ứng Hòa. Rất nhiều lạc đà. Xuống cung đỏ của X-Man là tương đối ít nhưng đang cực kỳ khó chịu đến từ hiện tại X-Man của chúng ta. Mất rất nhiều tay. Tần này thì tách hai tơn nó vã nó. Công R18 không quá nhiều nhưng quan trọng đối bạn, nhưng quan trọng là chém đối bạn là cực kỳ đông. 47/60. Trang Sinh khỏe chưa? Tham Ai đang cân. Màu 8 đang cực to, màu 6 cũng to, màu 6 là người định chém đi sừng lờ. Tại sao Tham to như vậy? Tham Ai 36/40. Bên bạn đang có game thủ màu 8, game thủ cầm Samarian trong tay của anh X-Man. Đang có Tham Lai rất khủng khiếp. Màu 6 vẫn đang khỏe, anh Trang Sinh đang cố gắng quản lại màu 6. Rất nhiều dân dành X-Man, hình như là 5x dân dành cho game thủ cầm Samarian trên góc 12 giờ. Rất may đây chỉ là vâng Samarian thôi nhưng đang có 5x dân rồi. Vô thường ngồi được chưa? Vô thường ở đâu? Vô thường Tham Lai. Tham Lai của anh vẫn chỉ là 13, không hồi được dành cho vô thường. Màu 6 quản cực kỳ giác. Vâng, nhìn bản đồ con có thể thấy nhà của Nomo vâng vô thường. Màu 6 quản quá rát, chém 4 dành cái thủ cầm cho son này. Long Phi bất bại, có một trận cầm cho son thi đấu quá tốt. Tham Lai thì vẫn đang cần và đang có xu hướng đè lên dành cho Hà Đông Ứng Hòa. Đây là Egypt, một tên lọt vào nhà game thủ màu 8. Đây là những con hỗn đả, không hỗn mã. Sọc đơn kẹp lạc đà, kẹp cung rò, tên này không chờ được tên này vào, phải vâng vào là để ăn dân. Anh Trang Sinh trận đấu này cũng có một tình huống, có một trận đấu tốt nhưng mà thế này là chưa đủ. Tốt không là chưa đủ. Tốt không là chưa đủ để có thể giành một chiến thắng. Anh cần phải ra ruộng và anh cần phải là người chủ lực tiếp theo của team Nghệ An. Thì lúc đó mới có cửa thắng. Nâng gấp chặt gỗ, sóc cả dân. Không thấy anh phát triển, không ai đánh anh nữa nhưng anh vẫn đang tương đối liều tiều. Tham Lai của anh còn có 25. Như vậy là hy vọng tất cả nằm vâng, tất cả hy vọng của Nghệ An sẽ đặt vào tay game thủ No 1, một bài cầm cung siêu con nhà bà xấu. Mặc dù đây là cung tuyển thật đấy nhưng chỉ đánh được 3 BA mà thôi. Số lượng lông dân của anh X-Man đang vâng bằng cái Tham Lai của No 1. Bây giờ pha ốp quân. Nhận ra No 1 là người đi quân và đối phương đang công vào bằng rất nhiều con lạc đà cộng với con ngựa chém của game thủ màu 6 và game thủ màu 7. Tham Lai của anh nãy giờ cũng chỉ ở 50 mà thôi. Tất cả hy vọng của Nghệ An đặt vào tay game thủ No 1. Rất nhiều những con chém. Màu 2 về cứu một tơn. Black cũng có một trận chém không quá hiệu quả. Bây giờ anh chuyển sang đánh sọc đơn. Màu 8 X-Man quá kinh nghiệm, anh đánh thủ nãy giờ. Không có tình huống đi công đến từ game thủ màu 8. 53/60. Anh đang đứng cùng thủ. Số lượng lông dần của anh là quá ít và anh không thể lên 14. X-Man dưới 14, một tình huống đi lỗi quân của X-Man.
nhưng số lượng quân của Ekman là quá đông, thậm chí chưa tính những con chém. Tất nhiên với số lượng nông dân khoảng tầm 6x dân của mình thì cái việc mà Ekman có thể sóc đều 7-8 nhà BA là chuyện bình thường. Đây là trận đấu quân cung thuyền của Hitty đối đầu với những con cung của Samarian, và hình như đã có đầu máu. Màu 6 đang ở đằng sau, đối phương đang muốn ốp đúng vào trong tầm này. Rất đông những con chém. Tên là một cái cần được hết hay không? Vâng, cái đầu quân là không quá tốt dành cho dành cho team Hà Đông Ứng Hòa. Cung G lao vào trước, sau đó thì chém lao vào sau. Có vẻ như màu 8 đang mất tay ở nhà. Một tên lượt vào đến từ game thủ Black. Phải chăng đây sẽ là tên quyết định ở trong trận đấu này? Rất nhiều con sọc đơn, nhưng hãy nhớ rằng đây là những con ông dân của Samarian. Mất rất nhiều tay, Ekman. Một đội huyền thoại của chúng ta ngày xưa. Nhưng anh không có quá nhiều tay. Ăn được bao nhiêu dân tên này? Black phải tập trung ăn dân. Black đang đem lại hy vọng dành cho team ngàn ở trong trận đấu này. Bơm đồ cho game thủ vô thường để vô thường có thể cá hồi. Nhưng không biết là còn kịp hay không đây. Chúng ta cùng xem vô thường, anh đã hồi được chưa? Đội vô thường đâu rồi? Vâng, đây là vô thường tham 19, rất lẹt đẹp. Đây là pha ốp quân, đội bạn được một ốp nô 1. Anh cần phải đỡ được thì mới có cửa. Những con cung rờ của Samarian đang được những con lạc đà của thủ cầm Persian đảo cho. Tham lại của anh nãy giờ đang giữ ở 50. Và lộc phi ớt đoại đi sai. Một tên mà Black không thể tin nổi. Vâng, Black. Một trận mà Black có tên có thể gọi là, đây là tên cực kỳ đột biến của game thủ Black. Một tên lọt vào những game thủ cầm Samarian, ăn được cực nhiều dân. Và sau đó thì No 1 có một trận tham lai từ đầu đến cuối. Vâng, tham lai từ đến cuối của No 1 chỉ giặt dẹ ở 50 thôi, nhưng anh thủ nhà là quá chi. Ngôi sao sáng nhất No 1 và Black. Tội đồ trận này mà thua, tội đồ đổ hết lên đầu vô thường. Hai đều và Nghệ An và Hà Đông Ứng Hòa có trận chung kết trong vòng thi đấu 1-16.